Em xin chào các bác ạ. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác bốn cái mẫu bơm chạy điện ắc quy hoặc là lấy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời để thay thế cho những cái mẫu bơm chạy động cơ xăng. Những cái mẫu bơm này thì giá rất là bình dân các bác, để chuyên để phục vụ các bác tưới tiêu hoặc làm nông nghiệp ở xa nhà, xa nguồn điện, hoặc là bơm nước sinh hoạt ở những cái khu vực mà không có điện các bác. Đây là mẫu bơm thả chìm các bác nhé. Ngoài mẫu bơm này ra thì bên em còn một mẫu bơm cạn và một mẫu bơm hỏa tiễn chuyên dụng cho giếng khoan. Trong bốn mẫu bơm này thì sẽ có hai mẫu bơm chạy điện áp 12V, là một mẫu 220W, một mẫu là 320W. Một mẫu bơm chạy điện áp 24V và một mẫu bơm cuối cùng này chạy điện áp 48 đến 60V các bạn. Phục vụ mọi nhu cầu sử dụng của các bác ạ. Ví dụ như là hai cái mẫu bơm 12V này, nếu các bác đã có một chiếc bình ắc quy 12V hoặc là những cái tấm pin mặt trời điện áp 18V thì có thể sử dụng rất là phù hợp. Ví dụ như là các bác đi tưới tiêu ngoài đồng chỉ cần xách một chiếc bình đi thôi, kẹp trực tiếp vào bình ắc quy là sử dụng các bác. Hoặc là cái mẫu bơm 24V này, ví dụ như như một số anh em xe tải, chạy xe tải đường dài ấy, hoặc là anh em ở ghe tàu hoặc là đi biển ấy, sử dụng cái bình ắc quy 24V thì nó cũng sử dụng rất là tiện. Như anh em chạy xe tải đường dài thì có thể kẹp trực tiếp vào bình ắc quy 24V. Thường thường là xe tải nó sử dụng ắc quy 24V mà các bác. Anh em kẹp trực tiếp vào bình ắc quy để bơm nước mui này, hoặc là tắm rửa cho gia súc rất là tiện. Ngoài ra thì một số anh em thì đã có sẵn những cái ắc quy 24V hoặc là những cái tấm pin mặt trời có công suất khoảng 280W cho tới 380W thì có thể chạy trực tiếp với cái bơm này các bạn. Mọi nhu cầu của anh em, ví dụ anh em có sẵn đồ nào thì có thể sử dụng cái mẫu bơm đó, hoặc là những cái mẫu bơm 12V này chẳng hạn, anh em đã có sẵn bình 12V rồi thì có thể sử dụng chọn cái mẫu này. Tất cả những mẫu bơm này thì giá thì đều là rất là bình dân các bạn, giá rẻ nên anh em rất là dễ tiếp cận để mình sử dụng cho nó tiện lợi trong nông nghiệp tưới tiêu. Mẫu bơm này thì nó chạy điện áp tiêu chuẩn của nó là 12V, nhưng mà cái giải điện áp vào của nó rất rộng các bạn, nó từ 12V cho tới 23V cơ. Đây là ngoài ra thì các bác có thể lấy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời, tại vì kết cấu của những cái mẫu bơm này thì từ nhà sản xuất người ta đã thiết kế để mình sử dụng với tấm pin mặt trời cho các bạn. Và tất cả mẫu bơm này các bác nhé đều là hàng hãng các bạn, hàng hãng và hàng nội địa nên là cái chất lượng của nó rất là tốt. Thì ví dụ như là đây là cái mẫu bơm 12V 220W này các bạn, đây là mẫu bơm rẻ nhất bên em này, giá của nó là 550.000 các bác nhé. Đấy. Nó chỉ chênh nhau một số cái mẫu bơm giá rẻ bán ở thương mại điện tử một chút thôi, nhưng mà nó khác hoàn toàn luôn các bác nhé. Đấy, đầu tiên là cái điểm khác của nó là nhà máy người ta cho anh em là ba cái đầu cút này để các bác thay thế vào này, nó rất tiện. Ví dụ như anh em đang có sẵn cái ống nào thì thay ống đó vào, hoặc là ví dụ như anh em bơm nước lên ruộng ở khoảng cách ngắn thì có thể sử dụng ống to này bơm cho nó nhanh này các bạn này. Đó, anh em vặn ra nhé, vặn ra để thay vào. Đấy, rất nhiều anh em thì có hỏi em là có được tặng ba cái đầu này không khi mà mua bơm không, thì thực sự là theo mỗi một bộ nó đã có sẵn rồi các bác nhé, chứ không phải là tặng kèm nữa, mà theo bộ nó đã có sẵn ba cái đầu này rồi. Đó, về anh em thì cứ sử dụng cái nào thì thay cái đó vào. Đấy các bác nhìn này, nó rất là chất luôn các bạn. Đấy. Rất là dày dặn luôn các bác nhé. Kể cả bên dưới này các bạn, bên dưới cái chống cái rác này, chống rác này nó vào đây. Đấy thì cũng được làm bằng hợp kim các bác nhé. Đấy, rất là chất luôn chứ không phải bằng nhựa giống như một số cái dòng bơm giá rẻ đó các bạn. Và ngoài ra thì động cơ bên trong nó động cơ đồng. Đấy, động cơ đồng thì nó chạy độ bền nó sẽ cao hơn và nó chắc chắn nó sẽ khỏe hơn các bạn. Đấy, tại vì động cơ nhôm thì ví dụ như anh em chạy một thời gian lâu dài thì nó sẽ nóng, rất là nóng. Nó thường thường nóng rồi thì nó sẽ cái động cơ tuổi thọ nó sẽ giảm đi. Đấy các bác. Chính hãng các bác nhé. Nội địa này chất lượng rất là tốt luôn. Đấy, 100% động cơ đồng này các bạn. Kể cả từ cái dây của nó cũng rất to luôn các bạn, dây của nó đây, dây của
dây của nó rất là to luôn. Dây của nó dài 2,5 mét các bác nhé, 2,5 mét. Đấy, các bác dùng cái ống nào thì có thể vặn ống đó vào. Đây là mẫu 220 W này các bác này. Và sau đây thì em sẽ báo giá chi tiết bốn cái mẫu này các bác nhé, và cái thông số cụ thể của nó. Thì nhìn về ngoại quan thì các bác để ý thì tất cả thì đều có ba cái đầu cút, tất cả loại nào cũng vậy. Đều có ba cái đầu cút để các bác tùy chọn này. Tất cả các bác nhé, đều có ba cái đầu cút này. Và tất cả thì đều là cùng một hãng hết các bạn. Đấy, đầu tiên là cái mẫu 12V 220W này các bạn. Cái mẫu này thì có giá là 550.000. 12V thì em làm hai mã 12V 220 và 12V 320, tất cả đều là rất là thông dụng, rất là thịnh hành. Mẫu này có giá là 550.000. Bên em giao hàng toàn quốc các bạn. Thì phí ship thì bên em sẽ cộng thêm 30.000 các bác nhé. 30.000 phí ship nó sẽ là 580. Tất cả các giá bên em báo giá là báo giá chốt rồi các bác nhé. Đấy, rất là sát giá rồi ạ. Nên là các bác mua thì sẽ không cần phải hỏi giá lại, giá nó sẽ chuẩn như vậy. Đấy. Bơm này thì công suất thực của nó là 220W. Lưu lượng nước tối đa của nó là 6 m³/giờ và có thể đẩy cao 8 m. Nó sử dụng điện áp tiêu chuẩn là 12V. Còn giải điện áp đầu vào của bơm này rất là rộng, từ 12 cho tới 23. Đấy, các bác có thể lấy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời các bác nhé. Các bác có thể ghép những tấm pin mặt trời điện áp 18V lại với nhau cho nó đủ công suất. Thì tối thiểu nó phải đạt từ 220W trở lên thì nó chạy mới khỏe được các bạn. Kể cả những tấm pin 200W 18V nó vẫn chạy tốt các bác nhé, nhưng mà nó sẽ chạy không hết hiệu suất đâu các bạn. Và ví dụ những cái mẫu bơm này các bác dùng bình ắc quy thì rất nhiều anh em hỏi rất nhiều lần với em là những cái bình nhỏ, ví như là bình xe đạp điện khoảng 12A 20A thì nó có chạy được không, thì em vẫn khẳng định là nó vẫn chạy bình thường các bác nhé. Nhưng mà chạy được với chạy hiệu suất tốt thì nó khác nhau các bác. Các bác sử dụng những cái bình ắc quy nhỏ quá thì chạy nó rất mau hỏng bình các bác, rất mau hỏng bình. Tại vì cái bình thất đỡ những cái bình mà dung lượng nhỏ nó thiết kế nó cho xả nhỏ lắm các bác. Mà các bác cứ cắm những cái động cơ mà công suất lớn vào như thế thì bình nó rất nhanh hỏng. Và cái hiệu suất của cái bơm nó cũng không cao, nó chỉ đạt 50% hiệu suất thôi các bạn, tại vì nó không đủ dòng để nó chạy. Và khi mà không đủ dòng như thế nó chạy động cơ nó cũng rất là nóng, cái tuổi thọ động cơ nó cũng sẽ giảm đi các bạn. Chính vì vậy nên các bác cứ sử dụng những cái bình tối thiểu nó phải sử dụng là 30A trở lên các bạn. Còn khuyến cáo thì anh em ví dụ như cái bơm này thì các bác phải dùng khoảng 50A. Đấy, 50A cho tới 70A. 100A thì càng tốt các bạn. Đấy, mẫu này là 550.000 các bác nhé, cộng 30.580 ạ. Tiếp theo là mẫu 320W này các bác này. Mẫu 320W này thì dây nó rất dài. Đấy, các bác. Dây của nó dài 10 m các bác nhé. Dây cực kỳ to và dài luôn. Mẫu này thì có giá là 750.000 và cộng thêm 30.000 phí ship là 780. Mẫu này thì cái dung nước của nó thì tới 7 m³/giờ các bạn, đẩy cao 8 m. Cái điện áp tiêu chuẩn của nó cũng là 12V. Các bác có thể kẹp trực tiếp vào bình ắc quy hoặc là lấy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời có điện áp 18V đấy. Ví dụ như các bác có thể sử dụng với các bác có thể ghép tối thiểu nó phải là 320W pin các bạn. Còn nếu mà tiêu chuẩn thì các bác phải dùng 400W, ví dụ các bác ghép hai cái tấm 200W vào với nhau. Đấy, phụ kiện đi kèm thì nó cũng có những cái đầu cút này các bạn. Hai mẫu này thì bên em đã có những cái video test rồi, hầu như tất cả các cái mẫu này thì bên em đã có video test rồi các bác nhé. Đấy, các bác có thể nếu mà các bác quan tâm thì có thể vào phần kênh của em để theo dõi lại những cái video em test. Và test với những cái ắc quy rất nhỏ để các bác để trả lời các bác luôn đấy. Tiếp theo là mẫu bơm 24V công suất 260W này các bạn. Mẫu bơm này thì nó sử dụng cái điện áp tiêu chuẩn 24V. Lấy điện từ ắc quy hoặc là các bác lấy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời có công suất khoảng từ 280W cho tới 360W các bạn.
công suất thực là 260W, lưu lượng nước đầu ra là 6 mét khối một giờ, đẩy cao 8 mét các bạn. Mẫu này thì cũng có ba cái đầu hút ra các bác như này. Tất cả những cái mẫu bơm này kết cấu của nó đều có thể chạy trực tiếp với tấm pin mặt trời các bác nhé. Nếu các bác đã có tấm pin mặt trời thì không cần phải lưu trữ, không cần phải ắc quy các bạn. Ban ngày cứ có nắng là chạy thôi. Rất là tiện. Này, cuối cùng là cái mẫu bơm 48 cho tới 60V này. Mẫu này cũng cực kỳ là tiện cho những anh em đã có xe điện. Ví dụ như anh em đang sử dụng xe đạp điện, xe máy điện thì cứ kẻ cắm trực tiếp vào cái cổng sạc trên xe điện là bơm hoạt động được các bạn, rất tiện. Hoặc là các bác có thể chạy trực tiếp với những cái tấm pin mặt trời công suất khoảng 380W cho tới 450W. Mẫu bơm này thì bên em đã có video test với tấm pin mặt trời rồi các bạn, và cũng có rất nhiều anh em gửi phản hồi video lại chạy cái bơm này chạy rất khỏe luôn. Bộ bơm này thì từ nhà sản xuất người ta đã thiết kế cho mình một cái đầu cắm vào xe đạp điện rồi, còn nếu các bác không sử dụng đấy các bác cắt đi để kẹp vào tấm pin hoặc là kẹp vào ắc quy đó. Cái mẫu bơm 260W này thì có giá là 690.000 các bạn, và mẫu bơm 360W này có giá là 790.000, 790.000 các bác nhé. Đấy, các bác quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại hoặc kết bạn Zalo theo số 0355 066 009 ạ. Ngoài mẫu bơm tõm này ra thì bên em còn mẫu bơm cạn hoặc là bơm hỏa tiễn. Bơm hỏa tiễn thì bên em cũng đã có video quay chi tiết rồi đấy các bạn. Các bác có thể vào phần đăng ký kênh vào video để em có thể theo dõi lại một số cái sản phẩm mà em đã giới thiệu. Bơm hỏa tiễn thì thường thường là sử dụng cho giếng khoan các bác nhé. Còn đây là cái mẫu bơm thông dụng để làm nông nghiệp các bạn, mang ra sông suối ao hồ và giếng khơi rất tiện. Và anh em đi rừng đi biển hoặc là đi đường dài cần bơm để rửa tưới rửa hoặc là bơm nước mui rất là tiện. Đấy, rất cảm ơn các bác đã quan tâm ạ. Xin chào các bác.